Sau khi bắt được con cá mập kỳ lạ, lật ngửa bụng của nó lên, người ngư dân vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện con cá mập này vô cùng đặc biệt, là cá mập song tính, nửa nam nửa nữ. Mới đây, tại vùng biển thuộc Hạ Môn, Phúc Kiến, Trung Quốc, một thuyền đánh cá bắt được một con cá mập kỳ lạ. Mới nhìn qua, nhiều người tưởng rằng đây là một con cá mập được trưởng thành với một cấu trúc giống dương vật nô ra từ hệ chân dây bên trong và dây khung xương tột. Mời quý vị xem video, cá mập lượn lờ quanh thợ lặn. Tuy nhiên, khi nghiên cứu bên trong, các nhà khoa học phát hiện nó có hai tuyến sinh dục lưỡng tính hoàn chỉnh, chứa cả mô buồng trứng và tinh hoàn. Điều này có nghĩa là con cá mập này có cả cơ quan sinh dục đực và cái và có thể đóng vai trò như con đực hoặc con cái tùy ý khi sinh sản. Được biết, con cá mập lưỡng tính, nửa nam nửa nữ này có họ hàng rất gần với loài cá mập trắng, là một loài cá mập hung dữ. Kiều Vũ theo Sina, nguồn kiến thức.